chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong video ngày hôm nay. Phụ nữ dại nhất là chấp nhận làm người thứ ba. Bởi lẽ, người đàn ông mà bạn ngày ngày đêm đêm mong đợi, vận dụng trăm phương nghìn kế để giành giật với người khác, tính cho cùng cũng chỉ là một kẻ trắng da gì. Trong khi lúc độc thân, bạn có thể tự nâng cao giá trị, trở nên quyến rũ và hấp dẫn hơn. Là phụ nữ, yêu ai cũng được, nhưng đừng bao giờ nhòm ngó đến đàn ông đã có gia đình, lựa chọn làm người thứ ba chen ngang hạnh phúc của người phụ nữ khác. Người thứ ba được xem là người chen ngang cuộc tình của người khác. Họ thường đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho lý do, nhưng dù xét về tình hay về lý, mọi điều đều là sai trái. Chấp nhận làm người thứ ba, chấp nhận từ bỏ lòng tự trọng. Mặc dù biết rằng một khi đã yêu, người phụ nữ sẽ thường mặc kệ tất cả đúng sai, quên hết thảy lý trí và sự minh mẫn. Trong họ giờ đây sẽ thoái thác cho cảm xúc dẫn dắt và mặc sức vùng vẫy trong tình yêu tội lỗi một cách bùng cháy, điên cuồng. Những lý do khi làm người thứ ba được đưa ra đều là ngụy biện cho sự nhu nhược, yếu kém của bạn. Nếu ngay từ đầu bạn nghiêm khắc với bản thân, thì từ trong suy nghĩ của bạn đã không bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò lén lút với một người đàn ông đã có gia đình. Bạn phải ý thức được rằng một người chồng có thể vì phụ nữ khác mà phản bội vợ con, đạp đổ đi một mái ấm đang hạnh phúc, thì chắc chắn anh ta cũng có khả năng làm điều đó với bạn. Việc này chứng minh rằng bạn chỉ đang lôi kéo điều tồi tệ của người khác về với mình mà thôi. Sau đó, bạn sẽ có rất nhiều sự lựa chọn khác tốt hơn cho cuộc đời của mình. Việc gì phải khổ sở đâm đầu vào một người đã có gia đình để mang tiếng là giật chồng của người khác. Chưa kể, nếu như bạn có cướp được anh ta về tay bạn thành công, buộc được người đàn ông ấy bỏ vợ, liệu bạn có chắc rằng cuộc sống của bạn từ đây về sau sẽ hạnh phúc và bình yên? Những người từng lén lút quan hệ bất chính sau lưng người khác, dù có đạt được mong muốn của mình, trong lòng của họ vẫn sẽ luôn chất chứa nỗi lo sợ rằng anh ta cũng sẽ lại cắm sừng mình. Bạn nên biết, một khi bạn đã đặt lòng tự trọng của mình xuống đất để chạy theo một người đàn ông đã có vợ, đã có gia đình, chấp nhận bị gọi là kẻ thứ ba, cũng đồng nghĩa bạn cũng đã trao cho người đời quyền chà đạp và khinh thường bạn. Những lý do bạn nên từ bỏ quyết tâm chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Trên thế giới này, không có cảm xúc nào mãnh liệt hơn việc yêu sâu đậm một người mang đến cho bạn sự quan tâm, thương yêu sau nhiều lần vấp ngã, mất niềm tin. Vì thế, bạn tin chắc rằng đó chính là nửa kia hoàn hảo của mình. Tuy nhiên, phải đến 99% đàn ông đã kết hôn sẽ không bao giờ bỏ vợ. Đặc biệt là khi anh ta đã có gia đình để bắt đầu lại cuộc sống mới với nhân tình của mình. Cho nên, nếu bạn đang là một người thứ ba, những điều sau đây chắc hẳn đã, đang hoặc sắp sẽ xảy ra với bạn. 1. Anh ấy vẫn sẽ yêu vợ, dù cho bạn là người phụ nữ tuyệt vời đến mức nào. Người thứ ba vẫn mãi là người thứ ba, kể cả bạn có thể được gọi là bé cưng, là nhân tình bé bỏng, là người bạn thân mới của anh ấy. Nhưng nên nhớ, vợ vẫn là người mẹ duy nhất của các con anh ấy. Mối dây liên kết giữa họ đã được hình thành từ rất lâu. Dù cho qua bao nhiêu cãi vã, họ vẫn vững chắc vô cùng. Đặc biệt hơn là nếu như vợ anh ấy là người phụ nữ trung thủy, đảm đang và yêu chồng nhiều. Chị ấy là người nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của gia đình, là công tắc điều khiển cảm xúc trong nhà, niềm vui của con cái. Người đàn ông đang yên bình dưới mái ấm ấy không dại gì làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các con. Chúng là niềm hy vọng và là thành tựu đáng tự hào nhất cuộc đời của họ. Vì thế, nếu bạn là một người tuyệt vời, hãy tạo ra giá trị của mình ở một nơi khác, nơi của những người đàn ông độc thân vẫn đang chờ đợi bạn. Bạn đừng làm người thứ ba, vì khi mọi chuyện vỡ lẽ, bạn sẽ mất trắng tất cả. Bạn 2. Anh ấy sẽ ngủ với cả hai người cùng lúc, bạn và vợ của anh ta. Mặc kệ bạn có cảm thấy ghen tuông đến phát điên, thì điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Thậm chí, anh ấy còn không ngại ngùng khi phải thừa nhận việc này với bạn. Giống như việc người ta bay quá cánh mà thôi. Và bạn chỉ là trạm dừng để anh ấy nghỉ ngơi. Sau đó, ai rồi cũng phải về nhà của họ. Chắc chắn, chàng sẽ thủ thỉ với bạn rằng, anh phải làm như thế
để giữ hòa khí với gia đình khi ở nhà. Sau cùng, bạn cũng sẽ phải âm thầm chịu đựng vì chẳng làm được gì hơn. 3. Bạn sẽ có những khoảnh khắc cô đơn tột cùng. Nếu bạn không phải người của công việc, không có những lịch trình bận rộn, không có những mối quan hệ rộng rãi, chắc chắn sự cô đơn và đau lòng sẽ đeo bám bạn từng giây, từng phút, mỗi khi người đàn ông quan trọng ấy không có ở bên. Đặc biệt, họ đang ở cạnh gia đình vào những kỳ nghỉ lễ như sinh nhật, Valentine, Giáng sinh, năm mới. Những tấm hình được đăng tải trên mạng xã hội của anh ấy bên cạnh gia đình, vợ con và cả những bình luận khen tặng từ người quen của họ sẽ khiến bạn khó chịu, vì bạn được nhắc nhở rằng bạn chỉ là người thứ ba và chẳng hơn gì một bí mật. Sau đó bạn cố gắng nhiều hơn để làm cho người đàn ông ấy đã bỏ lỡ điều gì khi bạn chào đón anh ấy trở về nơi bí mật của hai người. Và anh ấy lại trấn an bạn rằng anh ấy yêu bạn biết bao nhiêu, tất cả chỉ là do hoàn cảnh. Hứa hẹn với bạn rằng sẽ nhanh chóng nói việc ly hôn với vợ để hai người có thể đường đường chính chính bên cạnh nhau, và bạn lại yếu lòng ở lại, lại chờ đợi. 4. Người thứ ba không bao giờ là sự ưu tiên. Anh ấy chỉ có thể nhét bạn vào giữa những lịch trình công việc hoặc những khoảnh khắc quý giá của gia đình để tạo cho bạn một ảo tưởng rằng mình quan trọng. Rồi anh ấy cũng có thể gọi điện, nhắn tin, dắt bạn đến những nơi sang trọng, dùng những món ăn đắt tiền, tặng những món quà có giá trị. Tất cả đều vừa đủ để khiến bạn quên rằng bạn chỉ là người thứ ba ở bên lề cuộc sống của anh ấy. Tuyệt nhiên, không phải là ở vị trí trung tâm. Nếu anh ấy giàu, có điều kiện, có thể dành cho bạn một căn hộ chung cư, một căn nhà nho nhỏ, để anh ấy cũng có một thế giới riêng hoàn hảo tranh thủ đến bên bạn. Về phía bạn, bạn buộc phải thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc, từ bỏ sự nghiệp riêng để ấp ủ giấc mơ anh ấy mong muốn gắn bó với mình mãi mãi. 5. Chờ đợi trong vô vọng nhiều năm, một điều sẽ không bao giờ đến. Nếu như bạn ngây thơ nghĩ rằng đây là lần đầu tiên anh ấy có quan hệ ngoài vợ ngoài chồng, bạn là người đầu tiên và duy nhất khiến anh ấy có cảm giác mới lạ, thì xin hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Tất cả những kẻ siêu trộm trên đời đều bắt đầu sự nghiệp từ việc ăn trộm những khoản nho nhỏ trước khi thành công trong việc cướp mất món đồ giá trị hàng tỷ. Và đàn ông cũng sẽ lừa dối theo nhiều cách khác trước khi họ trở nên hoàn toàn thoải mái với việc trăng hoa, đuổi ong bắt bướm sau lưng vợ. Bạn được trao nhiều niềm tin, nhiều tình yêu và nghĩ rằng mình sẽ khác với người thứ ba khác vì bản thân đặc biệt hơn. Nhưng thật ra, bạn chỉ đang lãng phí thời gian quý giá của mình vào việc chờ đợi trong vô vọng một lời cam kết không bao giờ thành sự thật. Vì cuối cùng, anh ấy cũng sẽ thừa nhận với bạn rằng anh ta không thể bỏ vợ con và bạn buộc phải từ bỏ vì không chịu thêm tổn thương nào nữa. Bạn nên nhớ, đàn ông bị đẩy đến bước đường cùng, họ vẫn muốn níu lấy vợ con họ, chỉ trừ khi nào vợ con họ quyết tâm từ bỏ mà thôi. Và cuối cùng, bạn sẽ nhận ra những gì đã trải qua giữa mình và người đó không phải là định mệnh mà là một sự lựa chọn. Vì thế, đừng bao giờ chọn làm người thứ ba, kẻ chen ngang người đang có một gia đình hạnh phúc. Hãy mạnh mẽ bước đi, từ bỏ tất cả mọi thứ từ người đó và đừng bao giờ ngoảnh lại. Bạn nên biết, mỗi khi bạn đã đặt lòng tự trọng của mình xuống đất để chạy theo một người đàn ông đã có vợ, đã có gia đình, chấp nhận bị coi là kẻ thứ ba, cũng đồng nghĩa bạn đã trao cho người đời quyền chà đạp và khinh thường bạn. 6. Bạn sẽ che giấu chuyện tình bí mật rằng mình là người thứ ba với mọi người. Sau khi bắt đầu mối quan hệ tội lỗi này, bạn sẽ tránh né việc chuyện trò với gia đình và bạn bè thường xuyên để giữ kín bí mật này trong bóng tối. Mọi thứ càng kéo dài và tồi tệ hơn, bạn chỉ có một mình đơn độc với nó. Càng ngày, bạn sẽ cảm thấy thật khó khăn khi luôn phải nói dối với mọi người xung quanh về chuyện tình cảm của mình. Bạn sẽ rất ngại những câu hỏi như: vì sao một cô nàng tuyệt vời như bạn vẫn chưa có ai? Còn vẫn chưa có bạn trai à? Mày có kén chọn quá không đấy? Bạn rồi sẽ tự hỏi mình tuyệt vời trong mắt mọi người đến thế nào mà lại để bản thân trở thành người thứ ba và đang mắc kẹt trong mối quan hệ bất chính như bây giờ. Mặc dù biết rằng một khi đã yêu, người phụ nữ sẽ thường mặc kệ tất cả đúng sai, quên hết thảy lý trí và sự minh mẫn. Trong họ giờ đây sẽ thoái thác cho cảm xúc dẫn dắt
và mặc sức vùng vẫy trong tình yêu tội lỗi một cách bùng cháy điên cuồng. Những lý do khi làm người thứ ba được đưa ra đều là ngụy biện cho sự nhu nhược, yếu kém của bạn. Nếu như ngay từ đầu bạn nghiêm khắc với bản thân, thì từ trong suy nghĩ của bạn đã không bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò lén lút với một người đàn ông đã có gia đình. Bạn phải ý thức được rằng một người chồng có thể vì phụ nữ khác mà phản bội vợ con, đạp đổ đi một mái ấm đang hạnh phúc, thì chắc hẳn anh ta cũng có khả năng làm điều đó với bạn. Việc này chứng minh rằng bạn chỉ đang lôi kéo điều tồi tệ của người khác về với mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Tạm biệt các bạn.